Chương trình Tĩnh Tâm Giáng Sinh với loạt bài học Chúa đến trong thế gian. Hân mời bạn cùng nhóm thông công dành thời gian tĩnh lặng, trông chờ, tỉnh thức và thầm nguyện. Ao ước loạt bài Tĩnh Tâm Giáng Sinh này sẽ dẫn dắt các bạn khám phá sự kiện Chúa đến trong thế gian. Bài 28 Vinh quang chói rạng. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Luca chương 2, câu 8 đến câu 12. Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ. Vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh, nên họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ bảo họ: "Đừng sợ, này ta báo cho các ngươi một tin lành. Đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ." Bạn có thể tưởng tượng những người chăn chiên này đã trải qua những gì trong buổi canh đêm ở vùng nông thôn không? Một thiên sứ của Chúa xuất hiện trong bóng tối và họ thấy mình được bao bọc bởi vinh quang của Chúa. Trong Cựu Ước, vinh quang của Thiên Chúa là biểu hiện hữu hình cho sự hiện diện thiêng liêng của Ngài, thường xuất hiện dưới dạng một đám mây. Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài qua đám mây bao phủ hòm giao ước và làm đầy nơi chí thánh của đền thờ. Xuất Ai Cập ký chương 40 câu 34. Các Vua Nhất chương 8 câu 11. Ê-xê-chi-ên chương 10 câu 4 và câu 18. Thảo nào những người chăn chiên sợ hãi. Màn trình diễn lộng lẫy soi sáng màn đêm gợi nhớ đến bài hát của Sacharia, tiên tri rằng đấng Messiah sẽ soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết. Luca chương 1 câu 79. Vào thời Chúa Giê-xu, những người chăn chiên bị xã hội coi thường. Công việc của họ khiến họ trở nên ô uế về mặt nghi lễ và họ bị mang tiếng là không đáng tin cậy. Vì vậy, trước tiên Đức Chúa Trời đã gửi phúc âm đến cho những người thấp hèn. Luca đặc biệt quan tâm đến những thành phần thấp kém trong xã hội. Dĩ nhiên, David từng là một người chăn chiên, nhưng Đức Chúa Trời đã nâng ông lên làm người cai trị dân Ngài. Samuel nhì chương 7 câu 8. Xuyên suốt trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã sử dụng những người chăn chiên như biểu tượng của những người chăm sóc dân Ngài. Thi Thiên thứ 23 câu 1, Ê-sai chương 40 câu 11, Giê-rê-mi chương 23 câu 1 đến câu 4, vân vân. Do đó, những người chăn chiên này đại diện cho tất cả những người có nguồn gốc thấp kém, những người tiếp nhận phúc âm nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và vui mừng rao truyền phúc âm cho những người khác. Sự Giáng sinh của đấng Messiah thoát khỏi sự chú ý của những người có quyền lực và đặc quyền ở Israel, trong khi những người chăn chiên tầm thường trong công việc lao động bình thường của họ có hàng ghế đầu tiên chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đáng chú ý hơn nữa là những người này không có bất kỳ mối liên hệ nào với Joseph và Mary. Họ hoàn toàn xa lạ. Lời tuyên bố cởi mở, công khai về sự ra đời của Đấng Christ nhấn mạnh sứ mệnh phổ quát của đứa trẻ. Hài nhi Giê-xu sẽ mang lại phước lành không chỉ cho cha mẹ của mình. Đứa trẻ này sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Câu hỏi suy ngẫm: mùa Giáng sinh này, tôi sẽ chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa ở nơi đâu?
Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, là Đấng đã đến trong thế gian. Cảm tạ Chúa đã mang sự hiện diện của Ngài vào trong thế gian lạnh lẽo, tối tăm này. Tin sự sáng của Ngài chiếu rọi vào đời sống con và qua chính con đây. Con cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu. Amen. Xin cầu nguyện cho chương trình và chia sẻ chương trình này cho bạn bè cùng khám phá sự kiện Chúa đến trong thế gian. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình ngày mai.